chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tạp chí Tiếng Nói Cử Tri của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đổi mới, phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thời gian qua, việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau các đợt tiếp xúc đã được Hội đồng Nhân dân các cấp trong tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều ý kiến kiến nghị, những vấn đề bức xúc trong nhân dân được các đại biểu Hội đồng Nhân dân đến tận nơi kiểm tra, khảo sát thực tế, nắm bắt sự việc và đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời. Đặc biệt, lời hứa trước cử tri của các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được thể hiện rõ việc nói đi đôi với làm. Qua đó, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, ngay cả những vấn đề khó đã kịp thời được giải quyết. Tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, những dự án khu dân cư không điện, không đường, không hệ thống thoát nước đến cuối năm 2023 đã được thành phố hoàn thành việc đầu tư đồng bộ về hạ tầng, đáp ứng mong mỏi nhiều năm của cử tri. Đây là những mét đường cuối cùng tại dự án đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng khu tái định cư Cà Đú, xã Thành Hải, được thảm nhựa. 13 tuyến đường cùng đầy đủ hệ thống chiếu sáng, công viên cây xanh và hệ thống cấp thoát nước đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngay thời điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đúng như lời hứa của lãnh đạo thành phố Phan Rang Tháp Chàm với cử tri xã Thành Hải vào đầu năm 2023. Giờ đây, khu tái định cư Cà Đú đã trở nên khang trang, sạch đẹp. Cái đường là quan trọng, nhưng bên cạnh đó, lãnh đạo trên cũng đã làm điện, trồng cây và hoàn chỉnh một số hạng mục mà chúng tôi cũng không ngờ tới. Thay mặt người dân thì tôi không biết nói gì hơn. Cảm ơn các vị lãnh đạo của thành phố, của tỉnh. Có vỉa hè, có lề đường và đường đổ bê tông cũng rất đạt. Cái điều mà bà con mong ước đã được là đáp ứng nguyện vọng. Nước mắt có thể là rơi để mà mừng công trình nó hoàn thành. Tại khu chung cư D7-D10, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, sau nhiều năm phải sống trong cảnh nắng bụi, mưa lầy, ngập nước, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, người dân nơi đây đã đón niềm vui mới vì toàn bộ các tuyến đường cùng hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè, cây xanh đã được thành phố Phan Rang Tháp Chàm đầu tư đồng bộ. Qua đó, lời hứa của người đại biểu dân cử trước cử tri nơi đây đã được trả lời. Bây giờ bà con thấy cũng mãn nguyện rồi đó. Bữa nay được đường cái rồi là con cháu nó đi là thấy không có, có. Mình có thể mình người già mình tập thể dục cũng được nữa. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm cho biết, đến thời điểm này, những công trình dự án kéo dài nhiều năm được người dân kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp tại các buổi tiếp xúc cử tri đều đã được thành phố Phan Rang Tháp Chàm giải quyết dứt điểm. Tổng vốn đầu tư năm 2023 mà ban quản lý được giao từ nguồn vốn đầu tư công á là gần 200 tỷ. Và tính đến thời điểm trước Tết Nguyên đán thì tất cả các dự án được giao trong năm khởi công mới trong năm 2023 là đã hoàn thành đưa vào sử dụng để phục vụ cho bà con cũng như là phục vụ cho nhu cầu giảng dạy học tập của các cháu. Tại xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, ngay thời điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, việc đầu tư kết cấu hạ tầng khu trung tâm cụm xã đã cơ bản hoàn thành. Các trục đường bị xuống cấp, hư hỏng nhiều năm nay đều được thảm nhựa. Mấy bữa thì không có đường đồ mà đi không có thuận lợi gì, mình mang không á. Bữa nay thì muốn đi đâu thì có xe thì đi tới đó. Đường xinh đẹp rồi. Trước kia thì chưa có con đường thì bà con con làng xóm nó cũng khó khăn hơn. Còn nói chung nói vì bữa nay là có đường thông qua trở lại rồi thì nó mua bán rồi nói chung cá mắm đồ bà con nó gần hơn mà điều là nó khỏi đi xa. Ở nhà nước làm xong rồi bà con sau này nó cũng phát triển lo về kinh tế rồi để nơi ăn chỗ ở nhà cửa con cháu tương lai. Năm 2023, từ nguồn vốn được phân bổ của chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, huyện Thuận Bắc đã bố trí gần 40 tỷ đồng để nâng cấp các trục đường giao thông, đầu tư mới hệ thống thoát nước đối với hai trung tâm cụm xã Phước Chiến và Phước Kháng. Sau khi các tuyến đường cùng hệ thống thoát nước hoàn thành, đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của hai địa phương. Tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương bấy lâu nay đã được giải quyết.
Và cũng nhiều lần các cái đợt kiến nghị của bà con về các cái bức xúc trong cái vấn đề là đường đi các trong khu dân cư cũng như là trung tâm hành chính xã, thì năm 2023 thì các cái kiến nghị, ý kiến kiến nghị của bà con thì đến nay đã được giải quyết được thỏa đáng. Đây cũng là một sự quan tâm rất là lớn trên địa bàn xã Phúc Chiến để giải quyết cái cho bà con thuận tiện trong cái việc đi lại. Thứ hai nữa là góp phần chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo cái bộ mặt nông thôn, các cái tuyến đường trên địa bàn xã Phúc Chiến ngày càng sáng xanh sạch đẹp, và để cái bảo quản các cái tuyến đường xanh sạch đẹp thì trong thời gian sắp tới thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, thì năm nay tiếp tục địa phương sẽ quan tâm và thực hiện như là bát bóng đèn các cái tuyến đường sáng xanh sạch đẹp và trồng cái cây trồng hoa các cái tuyến đường. Và năm nay chuẩn bị cho nhân dịp đón xuân năm mới thì các cái khu dân cư cũng như là các cái tuyến đường trung tâm hành chính của xã là thông báo cho người dân các thôn và chúng ta tổng dọn vệ sinh. Đối với xã Phước Chiến là chúng tôi là cải tạo nâng cấp cái trục đường trong khu dân cư của trung tâm của xã Phước Chiến là đã thảm nhựa, là nâng cấp mở rộng đường bê tông, là mục đích là để tạo giao thông thông thoáng, phát triển kinh tế xã hội của xã Phước Chiến. Còn đối với xã Phước Kháng là chúng tôi cũng tiến hành nâng cấp các trục đường, đặc biệt là cái tuyến đường từ hồ Bà Râu đi lên thôn Lá Liệt đi ngang qua khu trung tâm hành chính xã, và cái tuyến đường thứ hai là cái tuyến đường lên từ đường Ba Tháp Suối Lê đi thôn Cầu Đá Cũ. Thì cái tuyến đường này ngoài cái phục vụ là cái mục đích đi lại của bà con, ở đây cũng là phát triển cái hướng du lịch của xã sau này. Đây là hình ảnh cách đây 2 tháng tại tuyến tỉnh lộ 709, đoạn thôn Phụ Bổn, xã Phước Ninh đến thôn Trà Nô, xã Phước Hạ, huyện Thuận Nam. Ổ gà, ổ voi, chằng chịt. Người dân đi như đánh võng. Đường nó như vậy thì mình chạy mình cứ lẹn qua lẹn lại mình chạy chứ đâu có chạy thẳng được đó. Mà hôm mà gặp xe lớn lên á, chỗ nào né được thì né, chỗ nào không né thì đứng đó thì chơi sao chạy. Dân ở đây người ta đi ai cũng phiền hà, ai cũng nói hết. Chính em ở đây này em đi ngày nào cũng đi nè, cũng mệt ghê lắm. Vợ con thì đi lên đi xuống á, té hoài. Qua Phước Hà này tới ở dưới kia tốt, ở dưới kia nữa. Mà đường còn xa nữa. Mà giờ cái xe thùa đây nè. Mà nên cũng là chậm chậm hồi đỡ nha, còn chảy mạnh quá tại coi như tắc đụ á, rồi mình cũng muốn ấy ra tại chỗ luôn, tại vì có đường đi khó quá. Còn đây là hình ảnh hiện tại của tuyến tỉnh lộ 709, đoạn thôn Phụ Bổn, xã Phước Ninh, đến thôn Trà Nô, xã Phước Hạ, huyện Thuận Nam. Ổ gà, ổ voi đã không còn. Toàn tuyến đã được tập đoàn Đèo Cả thi công hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Qua đó đã giải quyết khó khăn trong việc lưu thông, đi lại cho người dân địa phương. Trà Nô xã Phước Hà chạy xuống tâm huyện thì tầm ít 20 phút. Trước kia thì chạy khoảng 1 tiếng, đường khó khăn. Đường này làm xong thì cũng mừng. Tức là bữa trước là đường coi như là ổ gà, bà con ta đi khó khăn dữ lắm. Mà bây giờ từ khi bà con ta kiến nghị lên, người dân đi đường kiến nghị lên thì thấy nhà nước đã sửa rồi, cũng đổ đá cấp phối đó. Rồi xong bây giờ đi tạm được, nhưng mà có một cái thì xe lớn chạy bụi lắm. Tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, cử tri thôn Tầm Ngon 1 mong mỏi nhất hiện nay là nhà nước sớm quan tâm đầu tư hoàn thiện đồng bộ khu tái định cư. Vì đã hơn 10 năm qua, người dân ở đây phải sống trong cảnh nắng thì bụi, mưa thì lầy lội. Mặt đường trồi lên, sụt xuống, tạo thành những rãnh sâu, ổ gà, ổ voi. Nhiều đoạn bị rửa trôi, xói mòn, xuống cấp, đá lởm chởm. Đây là thực trạng của các tuyến đường tại khu tái định cư thôn Tầm Ngân 1, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn.
đường xá xuống cấp khiến cho việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Nếu mùa mưa thì đi khó đi lắm, mà sình lắm, chờ giấy bò ý này nọ nữa, đi không được đâu. Thì gặp cháu đi học thì đi xe máy chở không à, đi bộ đâu có được đâu, sình quá. Thì bà con cũng muốn là làm cái đường này cho nó sạch sẽ, gọn gàng, có đường đi. Chưa được bê tông nên dọc các tuyến đường vào khu tái định cư thôn Tạm Ngân 1, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, cây mọc tùm, rác sinh hoạt vương vãi khắp nơi, khiến môi trường nông thôn ô nhiễm. Cũng chính vì đường xá đi lại khó khăn, vì vậy chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng nhà cửa của người dân ở đây cũng cao hơn so với mặt bằng chung. Gạch đó là một thiên là ở dưới kia là thí dụ như 1,1 triệu, bây giờ họ lấy tiền 1,3 triệu, tại vì đường nó xa, đường khó khăn mà họ tính và cái xe họ vận chuyển nữa, tại vì đường xấu, nó phải đường như đường quốc lộ ở ngoài kia nó đỡ, còn bên mình thì đường khó khăn này họ tính theo giá khác. Chưa được đầu tư đường bê tông và hệ thống thoát nước, vì vậy ở khu tái định cư thôn Tầm Ngất 1, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, nước thải sinh hoạt người dân cũng chỉ còn cách xả thẳng ra đường. Ngay cả trụ sở thôn, nhà văn hóa thôn và trường mẫu giáo, dù được xây dựng khang trang, cũng chịu cảnh ngập nước, sình lầy và bỏ hoang. Cái nhà văn hóa thôn này xây từ 2011 đến nay là hư hỏng hết rồi, cửa được bể hết rồi, vừa không có ai ở gì hết, là đến nay không có ai hoạt động, rồi bỏ rừng, bỏ trâu bỏ vô trong nhà ở trong nhà hết, còn xây lại nhà văn hóa thôn bên kia. Bên làng cũ đây rồi xây xong rồi bỏ như vậy rất là lãng phí. Được quy hoạch theo ô bàn cờ với diện tích mỗi lô đất tái định cư gần 200 m², các tuyến đường trong khu dân cư cũng được phóng tuyến có chiều rộng từ 6 đến 8 m nhằm giúp người dân di dời về nơi ở mới phải bằng và hơn hẳn nơi ở cũ. Tuy nhiên đã hơn 10 năm trôi qua đến nay, khu tái định cư thôn Tầm Ngân 1, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa đạt được mục tiêu ban đầu. Tìm hiểu nguyên nhân, được biết do khó khăn về kinh phí, nên các tuyến đường ở khu tái định cư thôn Tạm Ngân 1 chỉ được đầu tư cấp phối sỏi. Hiện xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Vì vậy, kế hoạch sắp tới địa phương sẽ dùng nguồn vốn được cấp từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để đầu tư đồng bộ đối với cả 5 thôn trên địa bàn. Các cái nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, rồi vốn nông thôn mới, rồi các cái nguồn vốn đa dạng hóa sinh kế, thì riêng xã đặc biệt ưu tiên cho 5 thôn. Thứ nhất là Gòn 1, Gòn 2, thôn Lập Lá và Tầm Ngân 1, Gòn 2. Huyện mà phân bổ về cho xã thì chúng tôi tập trung ưu tiên cho các cái thôn này để đảm bảo cái hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo cái cuộc sống đi lại của bà con, đảm bảo cái ổn định trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thôn Tầm Ngân 1, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn có gần 70 hộ dân là đồng bào Sát Lai sinh sống, được nhà nước cấp đất ở, nhà ở, đất sản xuất. Đến nay sau hơn 10 năm về định canh định cư, cuộc sống của người dân đã có những thay đổi đáng kể. Vì vậy, thời gian tới, sau khi được nhà nước đầu tư hoàn thiện đồng bộ về kết cấu hạ tầng giao thông thoát nước, chắc chắn cuộc sống của người dân nơi đây sẽ được nâng lên và bộ mặt nông thôn cũng sẽ thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Tiếng Nói Cử Tri kỳ này. Mọi thông tin phản ánh xin gửi về tạp chí Tiếng Nói Cử Tri, phòng thời sự Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Thuận, điện thoại 02593 824 206 0911 497 099. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí này kỳ sau.